một nam diễn viên trẻ tuổi đột nhiên đột tử trên sân khấu, mãi mãi dừng lại ở tuổi 27. Nhưng sau khi chết, nơi anh ở cũng xảy ra một loạt những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là mẹ anh, sau khi biết được con trai mình chết, không thể chịu đựng được sự đau khổ này, muốn nhảy lầu tự sát. Nhưng lúc đó, chiếc TV đột nhiên bốc cháy cứu bà một mạng. Sau khi chết, người thân vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy. Ví dụ như quyển sách mà anh thích nhất đột nhiên rơi từ trên giá sách xuống. Trong nhà thường xuất hiện các loài động vật nhỏ, rồi bỗng dưng lại biến mất tăm. Người mẹ cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi. Bà cảm thấy con trai mình không thể rời đi được, nhất định là có chuyện gì đó muốn nói với mình. Vì thế đã tìm tới chương trình Những Nhà Ngoại Cảm. Vụ án lần này cũng là thử thách vòng bán kết cho trận đấu cuối cùng. Những nhà ngoại cảm sẽ không biết gì về chuyện này và phải miêu tả được chủ nhân của căn phòng và hàng loạt những hiện tượng thần bí xảy ra ở đây. Người đầu tiên tới là bà Cartier. Vừa bước vào, bà liền nắm chặt tay của mẹ người diễn viên kia để có được thông tin mình muốn. Sau đó bà nói, đây là căn phòng của một người trẻ tuổi, tầm 29 tuổi, là một người tài hoa. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi bà hiện giờ người đó đang ở đâu. Lúc này bà lão liền bật khóc, bởi vì bà cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này đã mất. Bà thấy đồng cảm với việc mất đi con trai này. Tiếp đó, mọi người kể lại cho bà tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, hy vọng bà có thể giải thích được những hiện tượng thần bí này. Sau khi bà cầm tấm ảnh lên và chuẩn bị cảm nhận, thì lúc này, một vài con mèo hoang đột nhiên xông vào phòng. Mọi người chụp ở đâu vậy? Ở đây, chính là căn phòng này. Mèo con, đi ra ngoài. Nó cảm nhận được thằng bé. Anh ấy đang ở đây, trước giờ tôi chưa từng nghe thấy nó kêu như vậy. Đó là gì vậy? Còn có một con mèo nữa. Ồ, đây là mèo nhà người khác. Đây là mèo nhà bà sao? Tận hai con. Tôi không biết, chúng đi từ ngoài vào, đứng ở ngoài cửa. Một con mèo đi từ bên ngoài vào sao? Đúng vậy, nó không muốn ra ngoài. Một con mèo lạ đi vào trong nhà. Đây là mèo hoang sao? Đúng vậy, ở đây không có những con mèo như vậy. Thật sao? Chúng không sống ở đây không có con mèo như vậy. Đây không phải là một chuyện vô cớ, nhất định không phải là ngẫu nhiên. Đúng là như vậy, đây là một điểm báo cho sự xuất hiện của cậu ấy, Nick đã đến. Sự xuất hiện của những con mèo hoang này khiến cho mọi người càng tin tưởng hơn. Đây chính là Nick đã mất. Mặc dù bà Cartier không nhìn ra được Nick chết như thế nào, nhưng cũng xóa tan được sự bất an trong lòng mọi người. Rất nhanh, nhà ngoại cảm thứ hai của thử thách ACNI đã tới. Cậu ấy cũng cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này đã mất. Hơn nữa còn nói khi Nick chết đã không ở nhà. Nhưng tiếc là vẫn không thể nói ra được nguyên nhân cái chết của Nick. Từ khi tham gia vào chương trình này, ACNI vẫn luôn tiến bộ, tin rằng chỉ trong một vài năm nữa cũng sẽ trở thành một nhà ngoại cảm tài năng. Sau khi ACNI rời đi, nhà ngoại cảm tài năng nhất Julia cũng xuất hiện. Sau khi đi vào, cô liền quan sát xung quanh, sau đó đốt hương, miêu tả đặc điểm của chủ nhân căn phòng này. Một người vô cùng vui vẻ. Một đôi môi gợi cảm, mái tóc đen, đôi mắt đen. Anh ấy tên là gì? Nick. Nick. Anh ta đột nhiên chết đi. Chuyện này xảy ra ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Dưới cái nhìn của mọi người, dưới sự chứng kiến của mọi người sao? Đúng vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người. Vậy, vấn đề ở đầu, đầu sao? Đúng vậy, dường như là xuất huyết não hoặc là một thứ gì đó tương tự như vậy. Đúng vậy, chuyện này, đúng là vậy. Julia đã miêu tả chính xác đặc điểm của Nick và nguyên nhân cái chết. Nhưng Julia sẽ giải thích như thế nào về những việc kỳ lạ ở trong căn phòng này đây? Chỉ thấy cô xoay người rời khỏi căn phòng đó, sau đó đi đến trước một cánh cửa. Bên trong là vợ và những người bạn thân của Nick. Julia cảm nhận được sự tồn tại của người vợ, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trong đám người nhìn phát là nhận ra được cô ấy và nói với cô ấy, đừng khóc, anh ta rất yêu cô. Quả thực là mọi người đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, bởi vì anh ta không thể đi về thế giới bên kia, bị kẹt lại không thể rời đi, thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng của động vật. Mẹ của Nick sau khi nghe xong vô cùng kích động, bởi những lời nói của Julia trùng khớp với suy đoán của bà. Con trai của bà quả nhiên vẫn luôn ở bên cạnh bà, không hề rời đi. Người nhà cảm thấy vui vẻ, nhưng Julia lại nói, sự tồn tại của Nick với mọi người mà nói là chuyện tốt, nhưng lại ảnh hưởng lớn đối với linh hồn của anh. Anh ta không thể đầu thai, linh hồn sẽ luôn chịu khổ như vậy. Julia đưa ra hai phương án giải quyết vấn đề, hoặc là sống cùng với linh hồn anh, hoặc là để linh hồn anh rời đi chuyển kiếp. Người thân thấy do dự, họ cảm thấy có lẽ như vậy cũng là một sự bầu bạn, liền chọn phương án đầu tiên. Julia tôn trọng quyết định của họ, sau khi đưa cho họ một số phương pháp để sống chung với linh hồn, liền trầm mặc rời đi. Nhà ngoại cảm cuối cùng tới chính là chị gái tóc vàng. Năng lực của cô tương đương với Julia. Sau khi cô vào căn phòng liền cảm nhận được thông tin về người đã khuất và nói đây là một người trẻ tuổi, yêu cuộc sống, vô cùng lạc quan và rất đẹp trai. Nhưng tiếc là đã mất. Chị tóc vàng muốn biết anh ta chết như thế nào. Vì thế cô đã làm một nghi thức nhỏ nhỏ. Cô tìm tới một chiếc gương, châm nến lên. Sau khi kết thúc cô đã hiểu ra. Tiếp đó cô liền hỏi mẹ của Nick có phải khi anh mới sinh ra đã suýt chết không? Anh và anh trai anh không giống nhau một chút nào. Người mẹ nói đúng vậy.
cuống rốn quấn quanh ba vòng. Ngày thứ hai sau khi sinh ra anh như trở thành một đứa bé hoàn toàn khác, giống như là có người lén đổi con của bà. Chị tóc vàng nói vậy chính xác rồi. Thực ra con trai bà chết ngay sau khi sinh ra, là thiên sứ đã tiếp quản cơ thể của anh ấy. Nhưng đến cuối cùng thì thiên sứ cũng phải trở về thiên đàng. Bởi vậy trước khi sinh ra anh đã từng chạm mặt với thần chết. Người mẹ nói không sai. 4 lần bị chấn động não, 3 lần bị chó cắn, 2 lần đuối nước. Từ nhỏ đã là thằng bé bạc mệnh, nhưng lần nào cũng đều giữ hóa lành. Chị tóc vàng nói là bởi vì anh vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành nên không muốn rời đi. Bởi vậy anh đã tạo ra những hiện tượng kỳ lạ này, là muốn người vợ mang những tâm nguyện chưa thành của anh đi hoàn thành nốt. Người vợ đồng ý, bây giờ họ sẽ để anh ấy rời đi để linh hồn của anh trở về nơi anh nên thuộc về. Và thử thách của những nhà ngoại cảm cũng kết thúc. Kỳ sau sẽ chọn ra nhà ngoại cảm có nhiều phiếu nhất, trở thành quán quân của giải nhà ngoại cảm mùa thứ 15. Thật đáng khiến cho chúng ta mong đợi. Ngạc nhiên là một nam diễn viên trẻ tuổi đột nhiên đột tử trên sân khấu, mãi mãi dừng lại ở tuổi 27. Nhưng sau khi chết, nơi anh ở cũng xảy ra một loạt những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là mẹ anh, sau khi biết được con trai mình chết, không thể chịu đựng được sự đau khổ này, muốn nhảy lầu tự sát. Nhưng lúc đó, chiếc TV đột nhiên bốc cháy cứu bà một mạng. Sau khi chết, người thân vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy. Ví dụ như quyển sách mà anh thích nhất đột nhiên rơi từ trên giá sách xuống. Trong nhà thường xuất hiện các loài động vật nhỏ, rồi bỗng dưng lại biến mất tăm. Người mẹ cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi. Bà cảm thấy con trai mình không thể rời đi được, nhất định là có chuyện gì đó muốn nói với mình. Vì thế đã tìm tới chương trình những nhà ngoại cảm. Vụ án lần này cũng là thử thách vòng bán kết cho trận đấu cuối cùng. Những nhà ngoại cảm sẽ không biết gì về chuyện này và phải miêu tả được chủ nhân của căn phòng và hàng loạt những hiện tượng thần bí xảy ra ở đây. Người đầu tiên tới là bà Katia. Vừa bước vào, bà liền nắm chặt tay của mẹ người diễn viên kia để có được thông tin mình muốn. Sau đó bà nói, đây là căn phòng của một người trẻ tuổi, tầm 29 tuổi, là một người tài hoa. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi bà hiện giờ người đó đang ở đâu. Lúc này bà lão liền bật khóc, bởi vì bà cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này đã mất. Bà thấy đồng cảm với việc mất đi con trai này. Tiếp đó, mọi người kể lại cho bà tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, hy vọng bà có thể giải thích được những hiện tượng thần bí này. Sau khi bà cầm tấm ảnh lên và chuẩn bị cảm nhận, thì lúc này, một vài con mèo hoang đột nhiên xông vào phòng. Mọi người chụp ở đâu vậy? Ở đây, chính là căn phòng này. Mèo con, đi ra ngoài. Nó cảm nhận được thằng bé. Anh ấy đang ở đây, trước giờ tôi chưa từng nghe thấy nó kêu như vậy. Đó là gì vậy? Còn có một con mèo nữa. Ồ, đây là mèo nhà người khác. Đây là mèo nhà bà sao? Tận 2 con. Tôi không biết, chúng đi từ ngoài vào, đứng ở ngoài cửa. Một con mèo đi từ bên ngoài vào sao? Đúng vậy, nó không muốn ra ngoài. Một con mèo lạ đi vào trong nhà. Đây là mèo hoang sao? Đúng vậy, ở đây không có những con mèo như vậy. Thật sao? Chúng không sống ở đây không có con mèo như vậy. Đây không phải là một chuyện vô cớ, nhất định không phải là ngẫu nhiên. Đúng là như vậy, đây là một điểm báo cho sự xuất hiện của cậu ấy. Nick đã đến. Sự xuất hiện của những con mèo hoang này khiến cho mọi người càng tin tưởng hơn. Đây chính là Nick đã mất. Mặc dù bà Katia không nhìn ra được Nick chết như thế nào, nhưng cũng xóa tan được sự bất an trong lòng mọi người. Rất nhanh nhà ngoại cảm thứ hai của thử thách ACNI đã tới. Cậu ấy cũng cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này đã mất. Hơn nữa còn nói khi Nick chết đã không ở nhà. Nhưng tiếc là vẫn không thể nói ra được nguyên nhân cái chết của Nick. Từ khi tham gia vào chương trình này, ACNI vẫn luôn tiến bộ. Tin rằng chỉ trong một vài năm nữa cũng sẽ trở thành một nhà ngoại cảm tài năng. Sau khi ACNI rời đi, nhà ngoại cảm tài năng nhất Julia cũng xuất hiện. Sau khi đi vào, cô liền quan sát xung quanh, sau đó đốt hương, miêu tả đặc điểm của chủ nhân căn phòng này. Một người vô cùng vui vẻ, một đôi môi gợi cảm, mái tóc đen, đôi mắt đen. Anh ấy tên là gì? Nick. Nick. Anh ta đột nhiên chết đi. Chuyện này xảy ra ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Dưới cái nhìn của mọi người, dưới sự chứng kiến của mọi người sao? Đúng vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người. Vậy, vấn đề ở đầu, đầu sao? Đúng vậy, dường như là xuất huyết não hoặc là một thứ gì đó tương tự như vậy. Đúng vậy, chuyện này, đúng là vậy. Julia đã miêu tả chính xác đặc điểm của Nick và nguyên nhân cái chết. Nhưng Julia sẽ giải thích như thế nào về những việc kỳ lạ ở trong căn phòng này đây? Chỉ thấy cô xoay người rời khỏi căn phòng đó, sau đó đi đến trước một cánh cửa. Bên trong là vợ và những người bạn thân của Nick. Julia cảm nhận được sự tồn tại của người vợ, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trong đám người nhìn phát là nhận ra được cô ấy, và nói với cô ấy, đừng khóc, anh ta rất yêu cô. Quả thực là mọi người đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, bởi vì anh ta không thể đi về thế giới bên kia, bị kẹt lại không thể rời đi, thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng của động vật. Mẹ của Nick sau khi nghe xong vô cùng kích động, bởi những lời nói của Julia trùng khớp với suy đoán của bà. Con trai của bà quả nhiên vẫn luôn ở bên cạnh bà, không hề rời đi. Người nhà cảm thấy vui vẻ, nhưng Julia lại nói, sự tồn tại của Nick với mọi người mà nói là chuyện tốt, nhưng lại ảnh hưởng lớn đối với linh hồn của anh. Anh ta không thể đầu thai,
linh hồn sẽ luôn chịu khổ như vậy. Julia đưa ra hai phương án giải quyết vấn đề. Hoặc là sống cùng với linh hồn anh, hoặc là để linh hồn anh rời đi chuyển kiếp. Người thân thấy do dự, họ cảm thấy có lẽ như vậy cũng là một sự bầu bạn, liền chọn phương án đầu tiên. Julia tôn trọng quyết định của họ. Sau khi đưa cho họ một số phương pháp để sống chung với linh hồn, liền trầm mặc rời đi. Nhà ngoại cảm cuối cùng tới chính là chị gái tóc vàng. Năng lực của cô tương đương với Julia. Sau khi cô vào căn phòng liền cảm nhận được thông tin về người đã khuất, và nói đây là một người trẻ tuổi, yêu cuộc sống, vô cùng lạc quan và rất đẹp trai. Nhưng tiếc là đã mất. Chị tóc vàng muốn biết anh ta chết như thế nào. Vì thế cô đã làm một nghi thức nhỏ nhỏ. Cô tìm tới một chiếc gương, châm nến lên. Sau khi kết thúc cô đã hiểu ra. Tiếp đó cô liền hỏi mẹ của Nick có phải khi anh mới sinh ra đã suýt chết không? Anh và anh trai anh không giống nhau một chút nào. Người mẹ nói đúng vậy. Cuống rốn quấn quanh ba vòng. Ngày thứ hai sau khi sinh ra anh như trở thành một đứa bé hoàn toàn khác. Giống như là có người lén đổi con của bà. Chị tóc vàng nói vậy chính xác rồi. Thực ra con trai bà chết ngay sau khi sinh ra. Là thiên sứ đã tiếp quản cơ thể của anh ấy. Nhưng đến cuối cùng thì thiên sứ cũng phải trở về thiên đàng. Bởi vậy trước khi sinh ra anh đã từng chạm mặt với thần chết. Người mẹ nói không sai. 4 lần bị chấn động não. 3 lần bị chó cắn. 2 lần đuối nước. Từ nhỏ đã là thằng bé bạc mệnh. Nhưng lần nào cũng điều giữ hóa lành. Chị tóc vàng nói là bởi vì anh vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành nên không muốn rời đi. Bởi vậy anh đã tạo ra những hiện tượng kỳ lạ này. Là muốn người vợ mang những tâm nguyện chưa thành của anh đi hoàn thành nốt. Người vợ đồng ý. Bây giờ họ sẽ để anh ấy rời đi để linh hồn của anh trở về nơi anh nên thuộc về. Và thử thách của những nhà ngoại cảm cũng kết thúc. Kỳ sau sẽ chọn ra nhà ngoại cảm có nhiều phiếu nhất, trở thành quán quân của giải nhà ngoại cảm mùa thứ 15. Thật đáng khiến cho chúng ta mong đợi. Ngạc nhiên là